Anh Tuấn ơi, em buồn quá. Hồi chia buồn với em. Em và chồng em đã ly dị được 2 tháng. Lý do là vì ảnh không biết lo cho gia đình và ảnh muốn xài tiền riêng một năm nay. Ok. Anh muốn dùng ngay cái đoạn em vừa ghi để cho các bạn một chút cái kiến thức ở chỗ này. Khi mà em nói là em và chồng em ly dị vì một lý do là anh ta dùng tiền riêng hay là anh ta ngoại tình hay là anh ta sai một, anh ta sai hai, anh ta sai B, đó, anh ta sai D, sai E, sai F. Thì khi mà chúng ta nói như vậy có nghĩa là chúng ta vẫn chưa biết được cái nguyên nhân của cái việc em ly dị, của cái việc tình cảm rạn nứt, của cái việc là cái mối quan hệ gọi là hôn nhân đó bị hư. Em vẫn chưa biết. Và điều đó cũng có nghĩa là nếu em tái hôn á thì việc đó vẫn có thể lặp lại. Tại vì người chồng sau á sẽ là anh ta vì như vậy, vì anh ta bị F, bị G, bị H, anh ta sai D, anh ta sai E, anh ta sai F. Và mình luôn có những cái lý do như mà mình tả. Thật ra cái nguyên nhân cơ bản nhất mà nếu như tất nguyên nhân của tất cả các nguyên nhân, the mother of all of the other mother of mistakes, ok, tức là cái nguyên nhân cuối cùng của tất cả các nguyên nhân là vì mình không có cái kiến thức và mình không có cái động tác xây cái hôn nhân đó lên. Mà nếu như mình không làm cái điều đó thì bắt đầu là anh ta tại anh ta A, tại anh ta B, tại anh ta C. Và anh ta đầu kia thì cũng nói với cái thằng bạn: tao con vợ tao ly dị, biết tại sao? Tại con vợ tao nó A, tại tao con vợ B tao nó sai B, tại nó sai C, tại nó sai D. Và ai cũng nghĩ mình đúng hết. Ok. Do đó anh muốn mượn cái đoạn em vừa nói để cho em thấy cái điều đó. Còn để giải thích ra tại sao cái nguyên nhân nó như vậy, nó là cả một cái chuyện khác. Bây giờ nó dài lắm, bây giờ anh đọc tiếp nè. Lý do là vì ảnh không biết lo cho gia đình và ảnh muốn xài tiền riêng nay một năm. Nhưng xài tiền riêng ảnh càng không có trách nhiệm với em nên em mới ly dị. Vấn đề là tụi em còn mua bán chung vì mướn chung mặt bằng mua bán. Em cất nhà ở riêng với con trai em 3 tuổi. Giờ ảnh quay lại níu kéo muốn em quay về. Nhưng em rất sợ nếu em quay lại dễ thì mọi chuyện sẽ y như cũ. Và cái khổ là em đã tuột cảm xúc với chồng em vì ảnh hay đánh em. Em đang chơi vơi và không biết xử lý sao. Em ơi, rất là đơn giản ở đây thôi. Nếu như mà em cảm giác không đủ lớn để có thể quay lại và em sợ là em bị hành hung nữa thì em có thể, em phải cân nhắc thế này nha. Bây giờ tạm thời mình cân nhắc bằng lý trí đi. Khi anh ta về, giả sử nha, mà về tốt đẹp thì cái gì tốt nhất có thể xảy ra? Thứ hai là nếu như em không, tức là em cân coi, ok, nếu mà anh ta không lấy lại anh ta thì các em được cái gì mất cái gì? Nếu anh ta về em được cái gì mất cái gì? Em đưa lên em cân, giả sử nha, em để vô em cân, nói ok, cha này hồi trước đánh mình đau đúng không, rồi cảm giác bị tuột đúng không, rồi ok, nhưng mà nếu ổng về thì được cái gì? À, con, dạ, em nói em có con 3 tuổi, con nó được cha sống gần, ok, em đem lên em cân đi. Và nếu em đem lên cân xong thời gian đó nha thì em có thể dùng một cái biện pháp này, tức là em thử thách coi sự thay đổi đó. Em có thể thử thách và coi sự thay đổi đó. Thì khi em thử thách và thấy anh ta có đủ thay đổi thì lúc đó em mới bước thêm một bước nữa bằng cái cách này, bằng động tác nữa, chưa 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 lấy lại. Tức là em cho anh ta một cái thông điệp là ok, anh muốn về. Em không biết được là em sẽ đồng ý hay không. Nhưng mà em nhìn vào coi cái sự thay đổi của anh. Nhớ nha, cái thông điệp á là em sẽ coi sự thay đổi của anh trong 1 tháng, trong 3 tháng nữa. Nếu em thấy cái sự thay đổi của anh mà ok thì em sẽ bước qua cái bước thứ hai. Thì anh ta sẽ hỏi là ok, nếu anh thay đổi rồi, tốt rồi thì bước thứ hai là gì? Thì em nói là bước thứ hai á là mình phải biết cái cách mình xây lại cái hôn nhân này. Và em coi anh có đồng ý làm cái điều đó hay không. Nếu anh ta nói ok, anh làm luôn, anh đi học, anh lấy sách anh đọc, anh đi anh coi các chuyên gia chỉ cái cách làm sao anh sẽ học để xây hôn nhân, thì lúc đó em có thể là bắt đầu cho cái cơ hội. Lúc đó mới thật sự là cái lúc em có thể cho anh ta về, là trong một cái thời gian chúng ta xây lại. Và khi xây cái tình yêu đủ lớn rồi, nếu như nó tốt đẹp thì lúc đó chúng ta tái hôn. Tức là em trước khi em quyết định đồng ý, nếu mà em nói là ok tôi khó để cho coi sao, để cho hy vọng sau này em tốt lên, nó không phải cách. Tại vì khó không làm cho người kia tốt hơn, hiểu không? Khó không làm hôn nhân cho mình tốt, mà dễ thì sợ là ổng về ổng giữ nguyên cái phiên bản cũ đúng không. Và cả hai cách đều không đúng. Ở đây mình cần cái sự thay đổi, và thay đổi theo cái định hướng đúng để hôn nhân được tốt đẹp. Do đó là mình định hướng cái đó bằng, thứ nhất là cái ý thức anh ta phải thay đổi anh ta, và mình cũng phải thay đổi mình luôn.
Thứ hai là định hướng để hai bên cùng xây một cái hôn nhân, chứ không phải định hướng là ông phải là người thay đổi đây, tôi không thay đổi gì hết. Nào đó không phải định hướng luôn. Cái đó là cái em nên làm. Để từ đó em quyết định là em có tái hôn lại với anh ta không. Anh nghĩ nên cho anh ta, nếu mình gọi đó là một cái cơ hội thì nên cho anh ta cái cơ hội đó. Nếu mình gọi đó là cái cơ hội, nên cho anh ta cái cơ hội đó. Ok, kế tiếp. Em nghe rất nhiều clip của anh Tuấn rồi ạ. Hôm nay em có một câu hỏi là em có quen một người bạn qua mạng và có gặp nhau và đi xa hơn một thời gian. Gặp qua mạng, gặp nhau và đi xa hơn thời gian. Ok. Đùng một cái vợ anh ta xuất hiện, nói em là người thứ ba. Bà kia bên kia bà cũng nói vậy á. Đùng một cái con nhỏ khác xuất hiện. Okay. Hai người phụ nữ đều bị ngạc nhiên giống nhau. Trong khi lúc quen và tìm hiểu nhau, anh nói đã ly hôn và có bé gái. Em đã bị lừa dối và mang tiếng người thứ ba. Sau khi mọi chuyện rõ ràng, em cắt đứt hết mọi liên lạc với anh ta. Nhưng em còn có suy nghĩ là anh ta nợ em một lời xin lỗi. Em thật lòng mà bị lừa dối. Trời ơi, nợ lời xin lỗi. Để anh nghĩ cái này nha. Anh nghĩ cái này nha, anh đưa cho em một cái ví dụ nha. Em ra đường, em đi ra đường, em gặp thằng giang hồ. Thằng giang hồ này nó ác. Okay. Nó ác cái đó lại, nó cướp đồ của em, nó tát bột bột cái, nó giật đồ của em, xong nó nói mày còn tiền không cho người đưa ra đây, tao giết em. Móc ha, móc bóp và đưa cho nó hết rồi nè, có nhiêu đưa hết. Nó cầm bóp xong đi, cái nó quay đầu đi, cái em kêu tay quay lại, thằng giang hồ quay lại, chuyện gì mày nợ tao một lời xin lỗi. Này cũng y chang nha, trong tình huống đó em có dám nợ để kêu lời xin lỗi. Anh giả sử nha, ở Việt Nam có cái trò gì đó anh nghe kể, trên xe bus con thằng nó cầm kim tiêm, nó kêu à tao bị sida, là mày đưa tiền không đưa tiền tao đâm hả. Em sợ quá, em mất tiền đưa xong cái nó lấy tiền xong mày nợ tao một lời xin lỗi, mày lấy tiền của tao. Em ơi, cái chuyện đó là cái chuyện nó đã qua rồi, nó là một cái chuyện mà nó thực tế, nó đã xảy ra, nó đã qua rồi. Và nếu như em lại em cần một lời xin lỗi thì anh hỏi em là cái lời xin lỗi đó nó có cái chức năng gì ở trong cái chuyện đã xảy ra đó. Cái chức năng á, cái chức năng của lời xin lỗi để làm gì? Cái chức năng đó em cần cái lời xin lỗi để làm gì? Có phải chăng là vì em muốn được anh ta làm như vậy để em cảm giác là em có giá trị, và nó làm cho em có cảm giác là cái này không phải lỗi của tôi, cho nên ông là người có lỗi cho nên ông phải xin lỗi. Em ơi, bản chất của câu việc, cái việc vừa rồi á, là em không phải có lỗi. Em có, tại vì em cũng đâu có làm gì đâu. Ở đây em nói là em đi xa hơn, anh không biết nha. Em dùng cái chữ là đi, ấy, có một câu hỏi gì. Em có cái đoạn là em nói là em đi xa hơn. Ok, để từ 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 coi. Biết còn đâu. Đi xa hơn, em đi xa quá, em đi xa hơn, em đi xa quá, không biết nữa. Và đi xa hơn một thời gian. Ok, anh nghĩ, anh đoán là ở đây nó có một cái mối quan hệ mà em. Tức là nó xa thật á. Okay. Nó có thể cái đó lý do tại sao mà em kia cần một lời xin lỗi. Nhưng mà em ơi, cái giá trị của em nó là em, nó nằm trong em, nó nằm trong cái cách em ứng xử, nó nằm trong cái tri thức của em, nó nằm trong cái đẳng cấp của em. Một lời xin lỗi không làm em tốt hơn, mà không có lời xin lỗi không làm em kém đi. Do đó em cần cái lời xin lỗi đó làm gì trong khi cái chuyện nó xảy ra như vậy, đúng không? Như cái tình huống cái thằng bị cướp đó, tại sao em không đòi nó cái lời xin lỗi? Lý do tại sao nó thằng cướp nó ác nên xin lỗi gì? Nó cũng y chang như em vậy đó, nó cũng là làm xâm phạm em, nó cũng cướp đi, nó cũng làm một cái điều không công bằng với em, nó biến em từ một người phụ nữ thành người nạn nhân, đúng không? Nó không công bằng với em, nó ác. Ok, tại sao em không đòi nó xin lỗi mà em đòi anh cha này xin lỗi? Em nói đúng là thằng người nó ác cái bà, nó có dao, nó có tim, nó có đồ súng ống, em đòi xin lỗi giữ cái mạng mừng muốn chết. Ở đây cũng vậy nè, em giữ được em là em mừng muốn chết rồi. Em nói không, cái lời xin lỗi lúc kia em thấy không có cần, nhưng mà tại sao ở đây em cần nhỉ? Em thấy rõ ràng không? Cái lời xin lỗi đó là tự em cho em là em cần, sao trong tình huống kia sao không đòi nó, trong khi cái lời xin lỗi nó không có đóng một cái chức năng, một cái vai trò gì trong cái chuyện này hết trơn á. Nếu em nghĩ là thiếu cái lời xin lỗi là làm cho em kém đi thì em ơi, tự em cho em kém đi mà thôi. Nhưng em thấy em trong cái tình huống anh đưa kia, em nói em đâu cần xin lỗi đâu, em thằng đó nó cướp em á, em lại em đòi nó kêu nó xin lỗi đi, em nói dạy gì nó đi mình muốn chết, còn được cái mạng không đã mừng rồi, đúng không?
Tại sao tình huống đó không đòi? Em mới mừng. Tại vì em đã chấm dứt được một cái mối quan hệ mà em đã lầm á. Nhưng mà nói cho em biết cái đoạn mà em nói em đi xa xa đó, cẩn thận. Một người đàn ông em quen qua mạng, sau đó gặp nhau và đi xa, em thấy không? Anh có cảm giác là em thậm chí em chưa biết cái người đàn ông đó là ai, gia đình chưa giới thiệu, chưa gì hết trơn, mà em đi xa. Em thấy là em có lỗi đâu. Đúng ra nè, cái bà bên kia đó, bà có thể chạy qua, bà chạy qua gặp em. Nhỏ thứ ba, mày nợ tao một lời xin lỗi. Em xin lỗi không? Nhưng mà em xin lỗi xong á, thật ra chuyện nó chẳng có gì khác đi, đúng không? Nhưng mà cái bà đó là bà có quyền đòi là xin lỗi em. Giả sử vậy thôi, cái cách nghĩ của bà. Chồng tao mày mon men lại. Em nói ô tôi đâu biết gì đâu. Nhưng mà bà thì bà cũng có thể đòi lời xin lỗi. Em ở đây cũng đòi lời xin lỗi. Anh kia cũng có thể đòi lời xin lỗi. Ê, em mới xin lỗi anh. Tại là ông có thể ông đòi mà có ông có cái lý do của ông. Mà mai cái đó tổ lô. Xin lỗi làm gì? Xin lỗi nó không làm giá trị em tăng lên. Nó không làm gì. Tại sao lại phải đòi lời xin lỗi? Chuyện nó hư, mình đã có cái lầm trong đó, bây giờ nó ngưng, mừng muốn chết. Đợi đi đòi lời xin lỗi. Đi ăn mừng đi, đúng không? Ra rủ mấy đứa bạn ra ngoài uống trà đào ăn mừng đi, cũng ly khen cái, tao vừa mày quá, mày vô mối quan hệ là người thứ ba giờ thoát mừng quá. Đó, ăn mừng đi chứ đừng kêu ai xin lỗi ai. Đó mới là đúng á. Ok, có một bạn hỏi anh chỉ cách giúp em sống độc lập về chuyện tình cảm để em có thể tập trung vào công việc của mình, em không muốn bị phụ thuộc vào tình cảm và ảnh hưởng đến cuộc sống, em cảm ơn anh. Ok, alright. Xong cái câu hỏi của em, anh biết cái cách nghĩ của em. Em nói là em muốn sống độc lập về chuyện tình cảm, em muốn tập trung vào công việc, em không muốn bị ảnh hưởng, em không muốn bị phụ thuộc vào tình cảm. Em ơi, con người chúng ta sanh ra đó là chúng ta đã được đặt ra, cái đó là cái tạo ra con người, là chúng ta có tình cảm. Và cái tình cảm của chúng ta nó là cái một phần đáng kể, nó tạo ra cái tính người ấy, khác với cái thứ khác trên đời. Cái cây, cái ngọn cỏ, cái cục đá, cái con thú, con vịt, con gà, con heo đó, loại vậy. Chúng ta khác đó, phần lớn là vì cái xã hội tính. Tức là cái tình cảm của chúng ta, và tình cảm nó có nhiều dạng đúng không? Tình cảm giữa cha mẹ, con cái, tình cảm giữa vợ chồng, tình cảm giữa anh chị em, tình cảm giữa mình và cha hàng xóm, tình cảm giữa mình và cha láng, cái cô láng giềng, tình cảm giữa mình và bạn bè đồng nghiệp, tình cảm của mình và những người khác trong xã hội, với sếp, với nhân viên, với đứa nào đó, nhỏ bán cà phê đầu ngõ gì đó, bất cứ cái điều gì đó. Và cái đó là cái em làm gì làm không có trốn được cái điều đó. Ở đây anh đoán là ý em muốn nói là tình cảm đây là tình cảm nam nữ, mà em có biết không, nó là một cái gì đó, nó là một cái nhu cầu nằm bên trong em, và nó được cài tuốt trong cái DNA của em, và nó được đặt những cái gọi là công cụ để tạo cho em cái đó, là những cái hormone trong người em. Và bây giờ em muốn nói, đúng rồi, em muốn gạt cái này ra, em không muốn nó làm phiền cuộc sống của em. Cái cách hay nhất để cho nó không làm phiền em là nên là để nó phục vụ em. Ok, chứ em không thể nào trốn nổi nó. Tức là nếu như em tìm cách em trốn nó thì em sẽ rất là khổ. Do đó là mình không thể trốn nó, tại vì nó chính là mình. Nó chính là một phần tạo ra cái thằng gọi là thằng tôi, hay là tạo ra cái con nhỏ gọi là con nhỏ tao, thấy không? Em nhìn vô trong cái kiến buổi sáng á, em nhìn thấy cái con nhỏ đó, em nhìn nó, nó là cái đứa tên là tôi đó. Và trong cái đứa đó nó đã được cài bà nó rồi. Giờ không có lấy cái đó ra được. Thế thì cái cách hay nhất là mình sống với đủ. Tức là mình hãy biến nó thành cái mà nó giúp mình, thay vì thành cái để nó làm cho mình khó chịu, ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Và cái cách tốt nhất để có thể biến nó thành cái giúp mình, đừng trốn nó, tại em trốn không được, phải không? Anh đố em trốn được khỏi em. Em đi, em chơi 5-10 á, nhỏ chơi 5-10 phải không? 5-10, 15-20, 25-30, để bước cái ok, 1-2-3 bảo bác đi tìm. Đó, có chơi trò đâu giờ chưa? Em trốn được bạn em. Em trốn được cái gì chứ em không trốn được em. Do đó là đừng tìm cách trốn đó. Tuy nhiên nếu vậy thì nó dẫn tới một cái logic kế tiếp là nếu vậy thì mình phải sống với nó, mình phải đón nhận nó, tại vì nó là mình. Thế thì làm sao để nó đừng làm phiền mình, và ngược lại là làm sao để nó giúp mình. Và thực ra nó được tạo ra để cũng giúp mình. Giúp mình hay là phá mình là do mình mà thôi. Và sự khác biệt cái nằm chỗ này, kiến thức về tình cảm. Rồi. Em hỏi anh giống như là anh Tuấn ơi, con dao nó nguy hiểm lắm,
dao nó cắt đứt tay em mà chọi với dao thì là 100 lần tay chọi dao thì là dao thắng, tay thua. Em thử coi, em lấy tay em con dao em chơi cái coi coi dao bẻ không, đứt tay, ô tay đứt 100 lần, đúng 100 lần. Ok, nhưng mà nói vậy thì em không chơi dao, đời này em không xài dao, anh có thể anh ra tất cả các con dao trên đời này em cắt hết nào, không được em. Nhưng mà cái con dao đó nếu em biết cách dùng á thì nó lại hữu dụng. Vô nhà bếp cắt mớ hành coi, hôm qua ăn nghêu hành á, hành sắc ra xong bỏ vô chảo rắc miếng muối vô nướng nghêu ăn. Ok, nghêu nướng mà nghêu bự ngon. Đó, cái con dao đó nó là hữu dụng, tại sao mình không dùng nó? Ok, và đằng nào mình nó cũng phải tồn tại với mình. Và cái sự khác biệt ở chỗ này nè, cái kiến thức thôi. Nếu em biết cách dùng con dao đó nó sẽ tốt cho em, còn nếu em không biết dùng nó em sẽ tự làm mình tổn thương. Em tưởng tượng đứa nít chừng độ 1 tuổi rưỡi em cho nó dài con dao găm ấy, kêu nó ê con chơi đi, nguy hiểm. Nó không có cái biết cái cách dùng con dao, nó không có cái ý thức được, nó không biết được. Kêu con nhỏ ơi, con của mẹ lại đây, tụi mấy là đã đây có mấy dao dao bén lắm mà đụng vô đứt rồi cộng chơi đi, thấy không? Tại vì đứa nhỏ nó không có cái khả năng, nó không có hiểu được, nó không có cái kiến thức, nó không có cái khả năng sử dụng cái con dao đó, nó sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng mà nếu em thì em thấy dao tốt mà, cần dao mà, sự khác biệt chỗ đó thôi. Thì để bây giờ làm sao để có kiến thức, anh khuyến khích em đi đó, lý do tại sao có cái bút kem chân dung người phụ nữ quyến rũ nữa, lại bắt anh phải quảng cáo nữa. Cái bút kem chân dung người phụ nữ quyến rũ là để cho tạo ra một cái con người phụ nữ, một người phụ nữ, bỏ chữ con đi nghe ghê, tạo ra một cái người phụ nữ mà cái người phụ nữ đó có đủ những cái kiến thức nền tảng cơ bản nhất, hiểu được tâm lý về đàn ông nha, hiểu được giá trị bản thân, cảm nhận được giá trị bản thân đó, cảm nhận được cái mức cao nhất, hiểu được cái lộ trình yêu như thế nào, hiểu được hôn nhân là gì, làm sao để xây cái hôn nhân, nếu nó hư biết sửa như thế nào, và những cái kiến thức khác hành xử chẳng hạn, về cái phòng trong phòng ngủ thì như thế nào, người đàn ông người ta thích cái gì, sự khác biệt giữa nam và nữ, thì cái người phụ nữ đó được tất cả những cái đó để cô ta có thể biết cách sử dụng con dao này. Em nói đó lý do tại sao cái bút kem chân dung người phụ nữ quyến rũ được tạo ra là vậy, và nó tạo ra để cho cái có cái người phụ nữ mà đang sợ về tình cảm đó trở thành cái người phụ nữ mà cái tình cảm nó giúp được lại cho cái cuộc sống của họ. Và anh có thể nói một cách tự hào là có rất nhiều người phụ nữ có những cái thay đổi ở những mức độ khác nhau, có những người phụ nữ thay đổi được nhiều, có người được ít, nhưng mà nó mang lại cái dụng ích và có được cái sự thay đổi, và sự thay đổi này có thể nói là lớn so với những cái đầu tư về thời gian, công sức, một chút tiền bạc mà các bạn đã bỏ ra. Và đó là cái niềm tự hào của anh, đó là lý do tại sao anh ra cái bút kem đó, và anh rất như anh nói các bạn rồi, nó chính là đứa con, nó là đứa con đầu lòng của anh làm ra là vì cái đam mê đó, anh làm ra vì cái sự thay đổi đó. Và đúng ngay cái câu hỏi của em, cho nên là khi anh vừa nói tới đó là anh cảm nhận ngay cái đó nó hiện ra trong người anh, cái câu trả lời nó là cái bút kem. Đương nhiên anh khuyến khích em nên cho mình kiến thức, bút kem nó chỉ là một trong những sự lựa chọn để cho mình kiến thức mà thôi. Em phải có thể học ở chỗ này, em phải học chỗ kia, đọc sách này sách nọ.